Sống Xanh xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, theo Viện Kỹ thuật Biển, việc biển xâm thực đất liền đã, đang và sẽ đe dọa đến đời sống của người dân và phát triển du lịch. Nguyên nhân biển sói lở là do chế độ thủy triều, dòng chảy ven bờ, nước biển dâng và do người dân khai thác cát trái phép. Các chuyên gia nhận định rằng nếu không tính toán kỹ thì các công trình chắn sóng sẽ tạo ra các dòng chảy mới xâm thực mạnh hơn. Đây là chụp ảnh vệ tinh chụp khu vực cửa Bồ Đề, xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. Bức ảnh bên trái được NASA chụp từ năm 2005. Còn bên phải là hình ảnh được truyền về từ vệ tinh VNRED SAT-1 của Việt Nam cách đây không lâu. Theo các nhà khoa học tại Cục Viễn thám Quốc gia, bằng trực quan có thể thấy rằng chỉ sau 8 năm, diện tích cửa Bồ Đề đã giảm mất 2/3. Ảnh VNRED SAT-1 của Việt Nam có độ phân giải 2,5m thì độ chính xác của nó lên đến hàng mét. Nó thể hiện là khách quan. Tình trạng xâm thực đất liền ở nước ta đang diễn ra tại cả ba miền. Các nhà khoa học cũng cho biết việc xâm thực này đang dẫn tới nhiều nguy cơ khác nhau và sẽ ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân. Trước mắt đây là chúng ta bị mất cái đất trồng trọt và cái diện tích canh tác nó sẽ bị giảm. Đồng thời là khi mà nước biển dâng như vậy thì nó sẽ không chỉ ảnh hưởng trực tiếp ở cái đường bờ mà nó sẽ dẫn đến là cả bão lũ rồi mưa từ trên thượng nguồn xuống. Cái quá trình này nó cũng ảnh hưởng đến cái sinh kế của dân ven biển. Những cột bê tông này là dấu tích của một trạm quan sát của bộ đội biên phòng đặt tại xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. Chỉ 2 năm, biển đã lấn tới vào hơn 100 mét. Và hàng chục hộ dân tại đây đã phải bỏ đi nơi khác sinh sống. Những người còn bám trụ tại mảnh đất này thì luôn sống trong cảnh thấp thỏm lo âu. Bản cái nhà này mình làm từ 30 tháng 4 năm ngoái đến bây giờ được 1 năm. Đấy là phải chuyển nhà đi rồi. Hết sang năm đến gần đến mùa của nó là tháng 8 là phải chuyển. Đến mùa đấy nước nó to hơn. Theo thống kê, chỉ riêng tại Cà Mau, trung bình mỗi năm biển xâm thực vào đất liền tới 40 mét. Toàn miền Nam hiện có tới 38 điểm sói lở nghiêm trọng. Còn khu vực ven biển miền Bắc, từ Quảng Ninh đến Ninh Bình, có 4 đoạn bờ bị sói lở liên tục. Trong đó, hai khu vực sói lở nghiêm trọng từ năm 1930 đến nay là Cát Hải, Hải Phòng và Hải Hậu, Nam Định. Ở miền Trung, từ năm 2005, các nghiên cứu đã chỉ ra trên 50% số đoạn bờ có chiều dài 1 km bị sói lở. Thậm chí, có đến 43% số đoạn sói lở với tốc độ từ 15 đến 30 mét một năm. Biển lấn đất liền đang đe dọa đến cuộc sống của hàng trăm nghìn người dân. Vẫn biết con người không thể chống lại được sức mạnh của thiên nhiên. Việc chuẩn bị kiến thức và kỹ năng sống luôn là cách tốt nhất để thích ứng với tự nhiên, nhất là trong điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay. Tại sao mực nước biển tăng nhanh? Theo một tài liệu của Liên Hợp Quốc, mức độ tan ngày càng nhanh của băng ở Nam Cực và Greenland có thể làm cho mực nước biển tăng nhanh hơn dự kiến. Bên cạnh đó, hiện tượng nước biển xâm thực đất liền là do tình trạng khai thác nước ngầm trên toàn thế giới nhằm giảm thiểu hạn hán. Lượng nước ngầm này cuối cùng cũng chảy vào các đại dương. Nhiều nghiên cứu khẳng định rằng, với nguyên nhân chủ yếu là do biến đổi khí hậu, mức độ tan băng đóng vai trò như một tín hiệu báo động cho hiện tượng nóng dần lên của trái đất. Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, Việt Nam là một trong năm nước sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Theo tính toán, nhiệt độ trung bình ở Việt Nam sẽ tăng lên 30 độ C và mực nước biển dâng lên 1 mét vào năm 2100. Nếu mực nước biển dâng 1 mét, sẽ có khoảng 10% dân số bị ảnh hưởng trực tiếp, khoảng 90% diện tích trồng lúa ở đồng bằng sông Cửu Long bị ngập hoàn toàn, 4,4% lãnh thổ Việt Nam bị ngập vĩnh viễn. Mực nước biển dâng cao đã và đang là một thách thức rất lớn đối với nhiều hệ sinh thái, đa dạng sinh học và tài nguyên thiên nhiên, ảnh hưởng sâu rộng đến nhiều mặt trong đời sống xã hội của con người trên quy mô toàn cầu, không chỉ ở Việt Nam.